Chào các bác đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Mùa hè thì đang đến rất là gần rồi, rất là nhiều các bác khách hàng có nhu cầu về lắp đặt điều hòa tại siêu thị điện máy Ecomart, bởi vì thứ nhất là Ecomart bán giá rất là tốt, thứ hai là mua điều hòa tại siêu thị điện máy Ecomart thì được tặng trọn gói công vật tư lắp đặt. Nhưng các bác mua điều hòa thì các bác chỉ có nhu cầu là mua trong khoảng giá từ hơn 5 triệu hoặc là hơn 6 triệu một chút và muốn cập nhật giá của điều hòa Copper tại siêu thị điện máy Ecomart đang bán như thế nào, thì ngày hôm nay trong video này Ecomart sẽ cập nhật tới cho cả nhà giá của các mẫu điều hòa Copper mà bên em đang có sẵn tại đây để các bác có thể tham khảo và lựa chọn nhé. Tùy thuộc vào cái diện tích phòng của các bác mà các bác có thể lựa chọn những công suất điều hòa khác nhau. Nếu như diện tích phòng của các bác rơi vào dưới 15m2 thì các bác lựa chọn giúp em điều hòa có công suất 9000 BTU. Dưới 25m2 thì các bác lựa chọn điều hòa có công suất rơi vào là 12.000. Dưới 35m2 thì các bác lựa chọn điều hòa có công suất rơi vào là 18.000. Còn dưới 45m2 thì các bác lựa chọn điều hòa có công suất là 24.000. Thì đấy, các bác nên mua điều hòa nó phù hợp với cái diện tích phòng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như các bác mua điều hòa quá lớn so với cái công suất phòng, so với cái diện tích phòng ấy, thì thứ nhất là sẽ tốn điện, thứ hai là nhiều khi là các bác không bật, hoặc là mình bật một chút mà đã cảm thấy rất là lạnh rồi. Còn nếu như mà các bác mua điều hòa mà nó quá nhỏ so với cái diện tích phòng thì thứ nhất là nó không đủ mát, thứ hai là rất tốn điện và nó phải chạy liên tục để đảm bảo cái độ lạnh ổn định cho cả nhà mình. Thì đấy là cái lưu ý khi mà lắp điều hòa. Bên cạnh đó thì nếu như mà các bác lắp điều hòa thì các bác lên lắp sớm để thứ nhất là lắp được nhanh, thứ hai là các bác sẽ không phải chờ đợi khi mà quá đông thì sẽ không phải chờ đợi nữa. Mẫu Copper đi ạ. Mẫu Copper đầu tiên sẽ có model là KC12FC32. Mẫu này thì sẽ có công suất là 12.000, phù hợp cho gia đình nhà bác nào có cái diện tích dưới 25m2. Các bác có thể nhìn thấy là thiết kế của mẫu này sẽ là thiết kế nhựa bóng cho cả nhà. Nó sẽ dễ dàng lau chùi vệ sinh hơn so với thiết kế nhựa sần. Thì với cái mẫu này sẽ là hàng nhập trực tiếp tại Thái Lan. Dòng này thì sẽ là dòng không có inverter, tiết kiệm điện nhé. Nó sẽ làm lạnh khá là nhanh cho các bác. Và với dòng này thì sẽ có cái dàn tản nhiệt bằng đồng cho cả nhà, cho nên là rất là bền. Bên cạnh đó thì nó sẽ có thêm tính năng tự động làm sạch dàn lạnh. Mẫu này thì hiện tại Ecomart đang bán cho các bác sau khi trừ hết khuyến mại đi sẽ còn về giá là 6.750.000, tặng trọn gói công và tự lắp đặt. Mẫu thứ hai là mẫu 18.000 với model là SC18FS32. Cũng là hàng nhập Thái Lan. Mẫu này thì sẽ dùng cho phòng dưới 35m2. Thì mẫu này nó sẽ là nhựa sần cả nhà mình nhé. Nhựa của nó sẽ không phải là nhựa bóng mà là nhựa sần. Thì cái nhựa sần này thì khi mà bị bẩn thì nó sẽ khó lau chùi hơn so với là cái nhựa bóng. Thì mẫu này cũng là điều hòa không có in. Và riêng với dòng điều hòa này thì Ecomart đang bán cho các bác sau khi trừ hết khuyến mại đi sẽ còn về giá rơi vào là 10.370.000, tặng trọn gói công và tự lắp đặt. Thì nếu như mà các bác lắp lớp học hoặc là các bác lắp kinh doanh ấy thì các bác sử dụng những cái điều hòa Copper này thì cái giá thành của nó tương đối là rẻ, thì cái chi phí đầu tư của mình nó sẽ không quá nhiều và nó cũng rất là mát đấy ạ, cũng khá là mát. Còn nói về điện năng để tiết kiệm điện so với điều hòa in thì nó sẽ không bằng các bác nhé. Dưới này thì sẽ là mẫu HC24IA32. Đây, HC24IA32 thì cũng là dòng điều hòa cho các bác, cũng là dòng điều hòa nhựa sần. Thì cái mẫu này sẽ là dòng một chiều có in với công suất 24.000, phù hợp cho phòng dưới 45m2. Và điều hòa của Copper sẽ là bảo hành cho cả nhà là 3 năm toàn máy và 5 năm cho lốc máy các bác nhé. Mua tại Ecomart thì chính sách sẽ là 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất. Và với điều hòa Copper 1 chiều 24.000 này thì bên em đang bán cho các bác là 15.470.000, tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt. Đấy là 3 mẫu điều hòa Copper ở phía bên tay trái của em. Bây giờ di chuyển sang thì sẽ là điều hòa Copper 2 chiều với model sản phẩm đầu tiên là GH09IS33. GH09IS33 thì hiện nay Ecomart đang bán với giá là 8.020.000, tặng trọn gói công và tự lắp đặt. Thì mẫu này của nó sẽ là nhựa bóng, thì với điều hòa 2 chiều sẽ phù hợp cho các bác như nào. Điều hòa 2 chiều thì sẽ phù hợp cho gia đình nhà bác nào có người già hoặc là có trẻ nhỏ. Bên cạnh đó là các bác sống ở các khu vực miền Bắc
mà có cả mùa đông và mùa hè, thì cái chế độ sưởi ấm này nó khá là tiện ở nhà mình các, khá là tiện luôn. Và dòng này thì cũng là dòng inverter rồi, cho nên là các bác dùng chế độ nào thì nó cũng đều khá là tiết kiệm điện. Thì cái mẫu điều hòa 09 này phù hợp cho phòng nhà bác nào dưới 15m2. Dưới thì sẽ là công suất 12.000 GH12IS32 và giá sẽ là 8.900.000 cả nhà mình nhé, 8.900.000 ạ. Ở dưới này thì sẽ là 2 chiều 18.000, phụ thuộc cho phòng nhà bác nào tương đối là rộng. Thì mẫu này thì đang bán cho các bác sau khi trừ hết khuyến mại đi sẽ còn về giá là 14.290.000 ạ. Sang đến bên này thì sẽ là dòng 1 chiều có in. 1 chiều có in thì bên em đang có size 19 này, 12, 18. Sẽ báo cho các bác từ dưới lên trên cả nhà mình nhé. Với mẫu 18.000 inverter 1 chiều đầu tiên với model là GC18IS33. Mẫu này thì đang bán cho các bác sau khi trừ hết khuyến mại đi sẽ còn về giá rơi vào là 12.820.000 nhé, 12.820.000. Còn mẫu tiếp theo là mẫu 12.000 với model là GC12IS35, bán sau khi trừ hết khuyến mại đi sẽ còn về giá là 7.140.000. Và mẫu thứ 3 là 09IS33 với giá là 6.160.000, tặng chọn gói cơm một tấp đặt. Nói chung là với điều hòa Capper thì cái giá thành của nó tương đối là rẻ so với các mẫu điều hòa khác. Và nhìn chung là nó cũng khá là mát, cho nên là cái mẫu Capper này cũng được rất là nhiều khách hàng lựa chọn mua. Bởi vì là cái giá thành nó ổn so với thứ nhất là mức thu nhập, hoặc là so với để các bác đầu tư lắp cho lớp học này, hoặc là lắp cho văn phòng, hay là lắp cho nhà trọ thì cũng khá là ok. Bên cạnh mẫu điều hòa này thì Ecomat còn rất là nhiều các dòng điều hòa khác có cái giá thành có thể là nhỉnh hơn một chút xíu, đầy đủ của các thương hiệu như là Funiki, Media, Saab, Aqua, Mitsubishi, Daikin, Bana, LG. Thì các bác mà cần tư vấn bất cứ mã nào, các bác cứ để lại bình luận cho bên em hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 để bên em có thể hỗ trợ tư vấn giúp các bác lựa chọn những cái điều hòa thứ nhất là giá tốt và được nhiều các quà tặng ưu đãi nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.